Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng một số ban, sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Phiên họp đã xem xét cho ý kiến về dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Sở Tài chính, dự thảo quyết định ban hành về quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên, bãi bỏ quyết định số 18/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm thu phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 08/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo, báo cáo của các sở ngành trình tại phiên họp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính được đảm bảo, các đơn vị sự nghiệp công thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo phải có phương án cụ thể. Các sở ngành địa phương tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9. Chú trọng lựa chọn biểu dương những tập thể cá nhân điển hình, trực tiếp tham gia lao động, sản xuất ở cơ sở, tiếp tục phát động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Đồng chí yêu cầu các ngành và địa phương phải tập trung giải phóng mặt bằng, phối hợp với đơn vị thi công để nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Nếu hết tháng 8 vẫn chưa giải ngân sẽ phải chuyển nguồn sang cho dự án khác theo quy định của chính phủ.